Các bạn ở trong buổi học ngày hôm nay ạ. Thì là em xin đại diện cho nhóm của em ấy, thì phân tích một chút về hình tướng của bạn Duy ạ. Về cái phần tam đỉnh của bạn Duy ấy, thì ba cái khoảng này thì nó khá là cân đối ạ. Về cái độ dài này khá là cân đối ạ. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn về cái khung nhạc của bạn ấy thì sẽ thấy là cái phần mũi của bạn ấy là khá là cao so với các cái điểm còn lại. Ví dụ như là trán của bạn ấy thì là sẽ là trán phát phía sau, thì bạn Duy là cái người mà thiên về gọi là thực tế và mũi của bạn ấy khá là cao, thì đây là thể hiện là một cái người có ý chí và nghị lực ạ. Tuy nhiên thì cái mũi này nó lại cao hơn nhiều so với các cái điểm còn lại. Ví dụ như là cao nhiều so với trán này, so với hai bên gò má và cái bên cằm. Và tiếp theo thì là về cái mũi là người có nghị lực rồi, và thể hiện là người có cái sức khỏe tốt. Và mình có thể nhìn thấy là hai cái bên gò má của bạn ấy thì là khá là nhỏ, thì đây là người gọi là ít tranh đấu mà không ưa đấu đá lắm. Thì tiếp theo là về cái ánh mắt ấy, thì mắt bạn ấy khá là nhanh, thì khá là tinh nhanh ạ. Và tiếp theo là về đầu mũi ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy là đầu mũi của bạn ấy hơi nhỏ và hơi có xu hướng là hơi phẳng chút, nhưng mà không đến cái mức độ phẳng lắm ạ. Đây là từ đầu mũi nhỏ ạ, đầu mũi nhỏ. Và tiếp theo thì là các bạn có thể thấy là mắt của bạn ấy thì sẽ thấy là một bên mắt hơi to, bên mắt hơi nhỏ, thì cái này nó thiên về mắt âm dương. Như thầy nói ấy, thì là người gọi là có cái sự nhìn và quan sát tốt, và tuy nhiên thì là nó sẽ hơi theo cái thiên hướng là nghĩ đến cái khó khăn nhiều hơn một chút ạ. Tiếp theo là mình sẽ nhìn đến cái phần tai của bạn ạ. Tai của bạn thì so với gương mặt của bạn là sẽ hơi nhỏ hơn so với mặt, thì đây là một cái người gọi là sẽ thiên về cái việc mà khá là bảo thủ một chút ạ. Và mình sẽ thấy là cái tai này hướng ra ngoài ấy, thì là cái người gọi là cũng hay kiểu gọi là hay lắng nghe và không nói chuyện ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì mình sẽ có cái sự thiên về cái việc mà mình suy nghĩ đơn chiều, chứ nó không phải là suy nghĩ đa chiều ạ. Tiếp theo là về mọi người sẽ để ý là nếu mà nhìn nghiêng ấy thì mình sẽ thấy là cái phần cằm này nó hơi hùng một chút ạ. Hơi hùng một chút, và cái phần này là nó hơi bát một chút, thì nó sẽ thể hiện là cái phần mà về sau ấy, mà hậu vận ấy, thì nó sẽ gặp cái khó khăn nhiều một chút ạ. Đấy là về cái hình tướng thì bạn là cái người gọi là hơi gầy xương một chút ạ. Đấy là cái nhận xét của nhóm em về và Duy ạ. Rất là mong được sự đóng góp của thầy cũng như là các bạn của em. Nhóm có bổ sung gì không? Nếu không bổ sung thì truyền tiếp cho bạn Duy. Duy tự giới thiệu về mình đi. Lần đầu tiên thì cho em xin phép xin chào tất cả các anh chị và xin chào thầy. Em giới thiệu, em tên là Duy, năm nay là 26 tuổi, Hương Yên. Vợ con thì chưa? Em chưa. Tình yêu tình báo thì chưa? Không yêu. Khi nào cưới? Chắc là cuối năm sau. Cuối năm sau. Và đóng thuyền chưa? Chưa đóng thuyền. Cuối năm sau cưới mà chưa đóng thuyền. Thế giờ em đang làm nghề gì? Em đang làm quản lý một đội siêu bất động sản. Cùng bất động sản ở Hương Yên và bán bất động sản. Hương Yên cũng xung đột với anh. Hiện tại thì bất động sản Hương Yên khá là phát triển động. Đi bao nhiêu bạn? Tại công ty em thì đang có khoảng 30 nhân. Em là vị trí gì trong đấy? Giám đốc kinh doanh. Quản lý tất cả. Em hướng cứng cộng với đường hoa hồng. Em thì chúc em có hai anh em để lập nên công ty, thì chủ yếu là điều hành chính. Không anh em thì quân sự. Như vậy là em đâu có được trả lương. Đúng không? Lời anh nói chịu mà đâu được trả lương. Để trả lương cho 30 người kia thôi.
Cái hôm nay có bị âm nhiều không? Người cô Vi có bị âm nhiều không? Theo cô Vi nhưng mà em vẫn nói chung vẫn duy trì được. Cái số vẫn giữ. Vẫn vui được anh em. Làm công ty được mấy năm rồi? Trước đó là ngày gì? Trước đó thì em làm siêu. Siêu công ty này. Trước đây em là siêu công ty tài chính. Bây giờ mình sẽ làm cho công ty bất động sản, công ty tài chính anh. Từ sao lại biết đến khoa học này? Em biết đến khoa học này thì là nhờ những khoa học trưởng và biết thầy qua YouTube. Thì cũng thời gian lúc vào dịch Covid thì cũng có nhiều thời gian hơn. Thì trước đây thì em luôn em tìm câu hỏi cái mình là ai, là mình cái ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Cái đấy thì nó theo em cũng phải vài năm rồi. Thì vô tình thấy cái video của thầy thì em vào xem. Thế sau em quyết định đăng ký học trình kiến một hoặc hai. Thì em đã học trình kiến thứ hai rồi. Hôm nay là lớp 5. Thì người ngoài nhà trường em chưa vừa được nhiều. Em cũng cho một số anh em quản lý học trực tuyến bộ phần này. Đấy, kết quả có được. Anh em thì như đẹp không chưa xong. Rồi, cái nghề xe ôm với em thì thấy không hợp không? Em thấy là em khá là hợp, cũng chưa nói là hoàn toàn 100%. Cũng khá là với thị trường con người mình, tức là việc con người. Nhưng mà nói học này học gì? Em thì học ở nhiều trường lắm, phải học nhưng mà em quyết định vào lưu. Rồi đi ra ngoài làm, không biết gì. Trước đây em cũng làm xem. Cũng đi bán hàng. Em thích bán hàng. Em chưa có khái niệm là em thích bán hàng gì. Từ trước đến nay thì công việc của em, từ khi mà em nghỉ nghỉ đại học thì em có đi làm một số công việc về chân tay, sau đó đi ra công việc là về làm sale. Từ đấy thì đến nay thì chỉ không sale. Theo các bạn, cái nghề sale nó là một phương tiện hay là một đích đến? Phương tiện. Nên cái mà bạn này mà nó nói yêu nghề sale không phải. Chúng ta không bao giờ yêu nghề sale. Chúng ta có thể có năng khiếu về nó, chưa chắc chúng ta yêu được. Thường chúng ta yêu cái gì nó thuộc về cái chiều sâu. Còn cái gì nó bỏ bỏ cả cả với chúng ta đó là đối với em, điện thoại là tất cả cuộc đời của em. Rất yêu điện thoại, điện thoại là phương tiện. Thì sẽ có một lúc nào đó chúng ta chán được. Nghề sale cũng hay không? Sẽ đến một lúc nào chúng ta chán được nghề sale. Khi nào mà chúng ta không chán nghề sale, làm thế nào để làm cái nghề sale cả đời mà không chán? Khuôn mặt bạn này là khuôn mặt dài, có xu hướng chuyên môn. Sale cái gì mang tính chuyên môn. Cái sản phẩm nó mang tính chuyên môn thì em sale dễ hơn. Còn sản phẩm chung chung giống như là quần áo, vải, vóc, đồ ăn, đồ uống, em sale không có khiếu. Em không có đam mê. Sale bất động sản là có tính chuyên môn nhưng vẫn chưa xong. Làm thế nào để cái món hàng bất động sản của mình nó trở thành chiều sâu, để cho bạn này sale nó có tính chuyên môn, nó có cái chiều sâu trong đó. Cái thứ hai là bạn này có cái câu hỏi về đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Thì chúng ta để ý bất cứ một cái sản phẩm gì chúng ta dùng nó đều có một ý nghĩa, nó có một vai trò riêng. Vậy làm thế nào để bạn đã biến cái sản phẩm bạn sale trở thành một sản phẩm có ý nghĩa? Thì lúc này không còn là bán sản phẩm nữa, không còn là người sale nữa, mà là người mang ý nghĩa đi cho người khác. Trao tặng giá trị, trao tặng ý nghĩa. Khác thế này. Tôi lấy ví dụ này. Nếu các bạn là một kiến trúc sư chuyên thiết kế nội thất, đóng bàn, đóng tủ, đóng ghế, giường, giếc trong nhà cho các căn chung cư, các căn biệt thự, thì cái đó nó là một cái nghề thôi. Các bạn nói yêu cái nghề đó khó,
các bạn có yêu cơ nào cũng chỉ khoảng mười mấy năm phải hoàn trang. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi khác này, cái giá trị gì ẩn đằng sau cái đồ nội thất của mình trao cho khách hàng? Câu hỏi này nó hay hơn rất nhiều. Vậy là các bạn có suy nghĩ, tôi không trao cho khách hàng nội thất mà tôi trao cho khách hàng một không gian ấm cúng, một cái không gian để mà sống. Chứ tôi không trao cho khách hàng dương tủ ráp lại căn nhà thoải mái. Thế là các bạn có suy nghĩ ra một cái sản phẩm nào đó để biến cái căn nhà của họ thành một cái không gian thực sự là ấm áp sống. Nó tạo dựng cái sự ấm cúng trong một cái căn nhà, làm cho người chồng họ muốn về nhà, làm cho người vợ muốn về nhà, làm cho những đứa con đi chơi ở bên ngoài muốn về nhà, thành một cái không gian sống chung. Thì lúc này nó không còn là đồ nội thất nữa, mà ẩn chìm sau cái không gian mà mình đóng cho về nội thất là một không gian sống, một cái giá trị đó để gia đình họ gắn kết lại với nhau. Thì nó khai dương. Thì cái này các bạn phải rất giỏi về cái phần hồn chứ không phải cái phần xác. Tiện nghi cũng chỉ là phần hồn thôi, à phần xác thôi, không phải phần hồn. Cái tiện nghi sắm tivi, sắm tủ lạnh, lắp sắt cho họ cũng chỉ là tiện nghi. Thì bây giờ bạn này bạn bán bất động sản này, làm sao đưa được phần hồn vào được? Thì nó có cái ý nghĩa. Đó là cách số 1. Cách số 2 là trong cái nhóm nhân sự kế thừa, giảng viên kế thừa khóa 1. Có một bạn làm lấy nghề đi như bạn này ở khu vực Hà Nội. Thì bạn đã chia sẻ là bạn đã đưa văn hóa cùng ăn cùng ở cùng làm vô trong cái ekip. Sau đó các bạn đã đào tạo mỗi một buổi sáng là đào tạo một tiếng, đào tạo chung. Xong cả ngày đi làm, buổi chiều tối về gặp nhau lại điểm danh lại là ngày hôm nay làm được những gì, tại sao tôi làm được điểm này, tại sao tôi không làm được điểm này, mọi người cùng thống kê đúc kết lại vào trong sổ. Thì cả cái ekip mấy chục người đó họ quyện lại giống như anh em một nhà và họ học hỏi nhau liên tục. Như vậy là ẩn đằng sau bán cái căn nhà cho khách, cho thuê căn nhà cho khách, thì là một văn hóa cùng nhau nâng đỡ phát triển. Vậy là mình giữ người không phải là vì bán căn nhà, mà mình giữ người là vì ekip này nó gắn kết như anh em của nhà và nó trở thành một văn hóa chung cùng nhau nâng đỡ phát triển, gọi là xây dựng cái môi trường sống đảm bảo. Và bạn triển khai được hơn một tháng mô hình xanh ngọc vô trong cái nhóm của các bạn, và các bạn rất là lạc quan và rất vui, thì thấy anh em nó làm việc hiệu quả hơn, nhiệt tình hơn và gắn kết hơn. Như vậy là 30-40 người đó nó trở thành anh em trong nhà, chứ nó không còn là cái người đi kinh doanh bán hàng nữa. Kinh doanh bán hàng nó chỉ là một cái, nó chỉ là một cái tạo dựng một cái môi trường để nó làm việc thôi, còn ẩn đằng sau môi trường đó là sự phát triển của cửa hàng cá nhân. Thì đấy cũng là một cách mà khi từng cá nhân được phát triển đi vào chiều sâu và được phát triển rồi, thì họ sẽ biết cách nói chuyện với khách hàng theo chiều sâu. Họ không nói theo cái kiểu miệng lưỡi mỗi căn nhà, thì tự nhiên nhà cửa lại dễ bán. Nhà nên có hai cái cách để phát triển, để đi vô chiều sâu. Cô tiếp bạn này là bạn trai dài là thích đi vô chiều sâu hơn, còn cầm món đồ rồi bán đi, cầm món đồ rồi bán đi là cô tiếp bạn này. Đi vô chiều sâu thì có hai loại này. Một loại là mình đẩy vô cái ý nghĩa của từng sản phẩm, ý nghĩa của cái sản phẩm mình đang kinh doanh, ý nghĩa của công việc mình đang làm nó là cái gì. Cách thứ hai là nghề đó là nghề gì không quá quan trọng, miễn nó là cái nghề hướng thiện là được. Nhưng mình vận hành một máy tổ chức, nó trở thành một đội ngũ gắn kết và đội ngũ này cùng nhau nâng đỡ phát triển liên tục. Anh em đến với nhau là vì đội ngũ này được phát triển, vì sự gắn kết. Thì đấy là hai cách, cách nào tốt nhất. Còn nếu mà quyện cả hai cách lại thì quá thôi. Việc làm vừa có ý nghĩa mà đội ngũ lại vừa nâng đỡ nhau phát triển, vừa gắn kết thì quá. Ví dụ như môi trường ở trường Tuyển Đức này, hoặc ở viện đào tạo Bách Khoa mà chúng tôi đang làm này, chúng tôi có một cái nhóm nhỏ nhỏ khoảng mười mấy bạn, khoảng 13-14 bạn, gọi là đội nhân quả. Cái sách gieo hạt của mỹ nhân là các bạn đang sử dụng ở đội đó. Vậy là nếu đội đó viết ra cái quyển gieo hạt của mỹ nhân, tức là bản chất nó là nhân quả
cùng với đi cùng với các nguyên nhân. Gieo hạt là nhân quả, thì gieo nhân là quả thôi của truyền tranh. Vậy bản chất các sản phẩm này có ý nghĩa không? Có. Nó hoàn toàn khác không? Các bạn bán một căn nhà nha, căn nhà nó không có ý nghĩa đâu. Cái phần hồn của căn nhà mới là ý nghĩa, còn cái phần xác căn nhà nó không có ý nghĩa đâu. Thì cái bộ truyện tranh, cái phần hồn nó chính là nội dung, đúng không? Nội dung nó hay, bức tranh vẽ nó đẹp, các con nó thích đọc thì nó lan tỏa được văn hóa đọc. Trong quá trình nó đọc sách thì nó nói gương lý nhân, nó hiểu được nhân quả là mình trao đi giá trị về chiều sâu. Như vậy là sản phẩm đó nó có ý nghĩa sẵn, nó có chiều sâu sẵn, có giá trị sẵn. Và đồng thời cái nhóm hoạt động mười mấy bạn này lại vận hành theo mô hình xây ngọc, là mô hình tự quản và cùng nhau nâng đỡ phát triển mỗi ngày. Vậy đây có phải là bạn, các bạn làm được hai mục đích đúng không? Vừa đến với nhau để thân thiết với nhau như một gia đình, nâng đỡ nhau phát triển hàng ngày, mỗi một ngày đào tạo một tiếng đồng hồ để cùng nhau phát triển. Và công việc làm thì lại đầy ý nghĩa, vì sản phẩm là sản phẩm có ý nghĩa. Sản phẩm trao cho khách hàng là 10 khách hàng, là 9 khách hàng thấy có ý nghĩa này. Chứ các bạn làm cái bàn cái ghế này hỏi ý nghĩa ở đâu trở lại đâu. Các bạn không làm cũng có người khác làm. Mà còn không có bàn, không có ghế, không có xoay sở rồi cũng có trở lại. Một cái tấm phẳng đặt lên trên một cái thùng cà tông cũng thành cái bàn. Nhưng nó không quá quan trọng như chúng ta nghĩ. Cách đây hàng nghìn năm họ làm những cái bàn ghế nhựa như này, tại sao họ vẫn sống như vậy? Họ vẫn có bàn có ghế mà. Họ kê một cái tấm phẳng lên trên cái tấm đá, thế là xong cái bàn. Vần mình cái tấm đá lại ngồi, thế là thành cái ghế của cái đất phức tạp. Nên các bạn lưu ý được một cái ý nghĩa của cái nhóm của chúng ta sinh ra một cái phần nội bộ nó được phát triển đều đặn, nó được phát triển trên nền tảng bắt đầu rất tuyệt vời. Và phần sản phẩm mang ra thị trường cũng là một cái sản phẩm đầy ý nghĩa, thì đi làm ngày nào cũng là nhiệm vụ, còn không sẽ chán. Mà để tìm cái đó tôi mất nửa cuộc đời, 38 tuổi tôi mới nhận ra. Trước kia tôi không nhận ra. Trước kia là sản phẩm gì mà pháp luật cho phép kinh doanh có tiền là mình làm. Mình làm một thời gian sau tự nhiên mình thấy hết vui. Được có khoảng 3-4 năm tự nhiên mình thấy chẳng còn vui gì. Thì vì sau tôi mới nhìn lại hết toàn bộ, thì mình mới nhận ra. Nên các bạn này là đang còn tuổi trẻ, 26 tuổi đang là tuổi trẻ này. Tuổi trẻ thì tận nhân lực các bạn sẽ làm trước và chi thiên mệnh làm sau. Tận nhân lực tức là cái này kiếm được tiền cố mà làm. Còn mình có thực sự đam mê, mình có thực sự là nó hay không từ từ đến sau. Đó. Thì cái mục đích của các bạn này đang là như thế. Rồi năm nay 26 còn sớm chán, 4 năm nữa nói chuyện tiếp. Cứ 30 tam thập nhi lập nói chuyện tiếp. Rồi 26 tuổi chưa chắc là thành công đâu nhé, mà nhiều khi thành công lại là thất bại. Ví dụ bạn làm 2 năm trong tay có khoảng 100-200 tỷ thì bắt đầu sinh tật. Sinh tật rồi đến năm 31-32 là sập tiệm, thì lúc đó cũng đã trở thành người trưởng thành. Lúc nào sập tiệm rồi tơ đứng lên được, lúc đó gọi là người trưởng thành. Còn ngay bây giờ dù em có thành công 100 tỷ, 1000 tỷ cũng không được gọi là người trưởng thành đâu. Đó thì đúng là thì cái mô típ khuôn mặt của bạn này là cái chán mát, hơi rô ra một tí cái đằng trước nhưng là chán mát ra cái đằng sau. Và khuôn mặt bạn này kéo hết chán lên là người thông minh, kéo hết tóc lên là người thông minh. Nhưng về nguyên tắc là bạn này làm là cũng có tư duy, cải tiến tư duy cũng nhiều phải không? Tuy nhiên chán mát ở cái đằng sau là người có xu hướng thích sẵn. Nhưng khuôn mặt dài dài thì là có người thích. Cái người có khuôn mặt dài thì tư duy bao quát hết, nó lại kém. Mà tư duy chuyên sâu nó đi thôi. Các bạn để ý Facebook là tư duy chuyên sâu, nó chỉ đi một cách thôi, không đụng gì đến cái khác. Thế cái mặt của cái ông chủ Facebook là cái mặt rất kỹ thuật, rất chuyên sâu. Cứ dài dài. Chứ chính như là Google, các bạn để mấy cái mặt mấy ông xem Google là tương đối đa năng. Nhưng Google lúc nó có thể đẻ ra 300-400 dự án chạy song song. Nhưng Facebook thì số lượng dự án ít hơn. Còn đi rất chuyên sâu. Đó. Rồi các bạn để ý là Search Inside Yourself cũng là một Google, cũng là một dự án của Google. Thế quyển sách Search Inside Yourself
cửa sách giải thiền cho nhân viên. Nhưng mà Facebook mà giải thiền là hiếm, là khó. Còn nếu Facebook đưa thiền vô thì cũng mời người bên ngoài vô, chứ không để ra giáo trình riêng như thằng Google. Vì các bạn nhìn mặt của mấy người chủ Google mang tính đa năng nhiều, mặt chủ của Facebook mang tính đương nhiệm, thì khuôn mặt bạn này mang tính đương nhiệm. Đương nhiên thì em làm một việc gì đấy em cứ đi chuyên sâu vào đâu tốt, còn em thò tay vô 2-3 việc một lúc là con chuyện nên. Nếu mà bạn này thò tay vô 2-3-4 việc một lúc thì sao? Thì phải gặp cái người đa năng hoặc là cùng với mình tuyển họ vô thành anh em của mình, thành anh em của mình thì mới được. Tức là chúng ta tập hợp con người đủ đủ. Còn giờ con trẻ vẫn ăn được cái trán, 26 tuổi vẫn nằm trên trán, cứ loanh quanh 30 nó bắt đầu bước vào lông mày nha. Thì cái trán này còn tốt thì vẫn còn làm được, vẫn còn làm được. Đến năm 30 lông mày này cũng được đấy chứ, lông mày hơi lệch một tí thì cũng được. Lông mày này cũng ổn. Mắt này hơi đậm một tí, mắt thì nó lên đến 35 lần. 35 thì như bạn này nếu như thế thì từ giờ cho đến năm 35 đến 9 năm nữa còn quá nhiều thời gian để rèn luyện mình. Mà bình quân những kinh nghiệm của tôi, một người mà rèn luyện mắt chỉ mất 2 năm là xong. Mắt là ý niệm, là suy nghĩ, là cái độ trầm lắng của mình, sâu sắc của mình, chỉ mất 2 năm là xong. Các bạn đào lên sự sâu sắc thì khó, nhưng mà làm cho mình điềm tĩnh, chín chắn hơn thì chỉ mất 1-2 năm là xong. Còn sâu sắc có những người cả đời mình không làm. Cái khó nhất là sự sâu sắc. Sự sâu sắc là trí tuệ đi vào chiều sâu thì khó. Dưới sinh định, định sinh tuệ, không sinh gì mà sinh được tuệ. Còn đâu mọi thứ khác thì tương đối ổn. Tai thuộc là trung bình khá ha. Tai trung bình khá. Mũi hơi khoảng một tí. Mũi này cũng cao nhưng hơi khoảng một tí thì cũng toan tính. Trong công việc cũng toan tính, không phải không đâu. Chưa có đi làm thiện nguyện. Cả công ty có lâu đi làm thiện nguyện trong một quý, trong quý em, trong quý em thì em cũng tạo ra, có nghĩa là cũng có cái quỹ để thiện nguyện cá nhân, thì nếu như là 6 tháng tập kết một lần, hoặc là một năm tập kết một lần, thì những ai mà đi muộn hoặc là bị phạt là em phạt cái tiền này là thiện nguyện. Em mình gom tiền nó không có giá trị bằng bỏ công sức. Giữa bỏ tiền và bỏ công sức thì bỏ công sức luôn luôn được đến thân nào hơn. Các bạn bỏ ra một chiều trong một cái xóm nghèo nào đó, và các bạn bỏ công ra đến xóm nghèo đó thấy khe bài đẻ, thì bỏ công ra đến xóm nghèo thấy khe bài đẻ khó hơn rất nhiều một chiều. Và cái tâm của mình hướng thiện nó khởi sinh rất mạnh khi mình thấy khe một bài bé nào đó. Thì em chăm sóc một bài bé nào đó suốt mấy tháng, tự nhiên cái lòng hướng thiện của mình nó mạnh đến mức đó. Còn mỗi một tháng mình ném cho nó một chiều, cái lòng hướng thiện nó chẳng phải sanh được bao nhiêu. Các bạn kiếm được 10 chiều ném cho nó một chiều thì cũng thực là chỉ tốt lên được một tí, chắc tốt lên được 1% thôi. Nhưng nếu các bạn đến xóm đó mỗi tuần một lần và thấy kè xem các bé đang học hành như thế nào, thì tôi đảm bảo 3 tháng, 6 tháng sau tâm linh của các bạn thay đổi 20% luôn. Tâm linh cũng chuyển rất là mạnh. Nên làm thiện nguyện là tôi rất khuyến khích các bạn bỏ công sức ra. Tiền bạc cũng quan trọng nhưng không thể nào so với công sức được. Trong tư nhiếp pháp á, thì bỏ tiền ra nó là bố thí thôi, còn bỏ công sức ra nó là lợi hành. Lợi hành khó hơn bố thí rất nhiều. Lợi hành là có một hành vi cụ thể để giúp đỡ, khó hơn công sức. Giờ các bạn nào hỏi thêm về bạn Huy không? Tất cả vẫn còn ở phía trước đúng không? Chưa quên lần gì được nhiều. Người trong nhóm có ai xem đâu? Không có thì mình chuyển bạn khác. Khi bạn nào già hơn một tí lên tôi xem cái gì. Bây giờ mình xem nhanh xong bạn này cái đã này. Để nhóm xem đi. Em tự giới thiệu đi xong nhóm xem em. Giới thiệu về mình đi, 29 tuổi.
làm ở đâu, gia đình như thế nào, hiểu. Tức là hành vi và thái độ sống thì người ta phải hỏi, chứ nhìn không đâu ra. Muốn nhìn ra thì chúng ta phải va đập ngoài thực tế. Ví dụ đi tông xe khác thì nó có trổ ra cái hành vi nổi điên lên hay không? Hoặc là chúng ta đang ngồi đây rồi bên ngoài kia nó cũng cháy, hành vi của chúng ta ở đây là gì? Lo lắng, bất an,